Wow. Con sẽ chọn thiên thần. À, bố đi mà mẹ đi mà nha, bố đi thiên thần đi. Có cánh chưa? Thiên thần mà không có cánh thì đâu phải là thiên thần muội ơi. Ồ. Ồ. Chưa, thiên thần có muỗi không có cánh rồi, thiên thần có muỗi dởm quá. Bay đi. À, thiên thần không có cánh không có bay được. À, tới mẹ nè. Tới mẹ nè, tới mẹ, tới mẹ. Wow, thiên thần mà không có cánh làm sao đi? Mẹ chọn bên. Tàn tan tan, mẹ chọn bên ác quỷ nè. Tan 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 tan. Cái quái gì thế này? Ui, nó City. Ôi, Kỳ quá ha. có sừng, có Sao sừng. không có cánh? Ác quỷ cũng có cánh. Mẹ có khác gì con đâu. À, không có bay được, có sừng có đuôi mà không có bay. Kỳ vậy, sao không có cánh? Tới muội đi. Ôi, chơi mèo đi nha. Chôm mà. Fucking Angela, bạn gái của mèo tôm cần được uống một miếng sữa mà không cho uống sữa. Chơi đi tắm đi, dơ quá trời ơi. Chơi nhảy lên nhảy xuống trên nhũng bụng hay sao mà anh dơ quá trời vậy muội. Thoải quá, thoải quá. Ấy có con vịt kìa. Thấy không? Có game gì không? Thôi, nó tắm chưa xong rồi, còn tắm nữa. Gì vậy? Tắm rửa sạch sẽ mà đi vô phòng tắm lại. Sao nó vô phòng tắm được vậy muội? Hỏi sạch sẽ. Nó đón sinh nhật lần thứ ba. Mở ra được rất là nhiều hình. Thôi đi. Số 9. Rồi. Không được gì hết trơn. Hết rồi. Bây giờ nó ăn á muội ơi, nó đói bụng. Ơ chế gì vậy? Từ từ để ăn trước đã, ăn uống no say mới đi chơi được. Ăn một miếng bánh, uống một ly sữa. Ăn một miếng bánh. Ủa? Và Nó một chơi làm gì? một tựa game À, muốn chơi game phải không? Súng. Bắn bóng nữa đó. hả Bắn bóng đi. Màu tím nè muội ơi. Màu tím nữa nè muội ơi. Wow, hay quá muội ơi. Hay quá đó muội. Kỳ vậy. Hay quá. Hay quá chừng hay luôn. Rồi rớt luôn rồi. Cái mông móng màu tím luôn à. Mọi muốn cái gì? Chơi em khác. Thôi chơi game khác đi. Đúng. Wow. Kỳ lân gì đây? Ê, đổi màu, đổi màu, đổi màu. Rồi sao? À, kỳ lân màu hồng thì mình sẽ chọn màu hồng đúng không? Đúng. Phải không? Phải vậy không à? Ô, chính xác luôn. Rồi nó đó mất tiêu. Wow, mười ơi, đúng rồi, đúng màu của nó rồi. Ten ten ten. Hay quá, hay quá. Mẹ chơi đi. Dễ không? Hết luôn rồi. Cái gì vậy? Ba cái được không? Ba cái luôn. Trời ơi, cũng dễ không ấy mà. Sao kết thúc trò chơi kỳ vô duyên vậy? Nè, cái màu hồng nó Vô trúng nó màu vàng mà không thấy duyên vậy à? Không, không nè. thấy gì cả. Vẽ này nè mới hay nè. Tẹt tẹt tẹt. Rồi mưa vẽ màn nha. Tới được mũi. Tới được mũi á. Được không? Ồ, hay quá he. Có thời gian kìa mẹ. Không sao, mẹ hay mà. Tới mũi đó. Ta cái này chắc dễ lắm á muội ha. Mẹ chơi Tới mẹ nè. đi qua Thấy chỗ chưa, được luôn đó. Tới muội á.
Hay quá he. Wow. Rồi, coi lần này nữa thôi, chơi trò khác như mùa rồi. Tèn 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 tèn, mùa sẽ thua mất. Xém thua nha. Vụ đó là xém thua. Không sao, không sao, đây rồi nè. À. nha. Mẹ chơi đi. Đó, vậy không? Hết giờ muội ơi, nhanh lên, hình như nay giờ mẹ mới thấy có thời gian. Cái gì vậy muội? Không, không được, không được. Rồi hết giờ hay chưa? Không nghĩ đi. Tự nhiên quá. Rồi chơi dễ duyên quá. Chợ mua đồ ăn đi. Sắm đồ hả? Wow, trang điểm không? Ôi, phải mua mấy cái đó, phải mua, mua mắc tiền quá à. Không có tiền để mua, nghỉ luôn. Đi tắm rồi đi ngủ đi. Vô phòng tắm đi. Có con vịt nè, con vịt xài được không? Không xài được con vịt hả? Có xài được con vịt không mua? Yeah. Cái gì vậy? Răng. À, đau răng rồi, nó bị đau răng. Trời ơi, ăn xong mà nãy giờ không có đánh răng cho nên bị nhức răng đó. Nãy ăn bánh uống sữa mà không chịu đánh răng đúng không? Đánh răng trước khi đi ngủ, đánh răng xong cháu đi ngủ luôn mùi ơi nha. Dạ. Mùi đánh răng xong mùi cho mẹ đi ngủ nè. Ok, được 3 tuổi, còn 4 tuổi rồi. Vậy là 3 tuổi là phải biết tự đánh răng đó, biết không? Miệng thôi tắt luôn đi mùi, mắc quá à. Mua đồ mà mắc. Ủa, Qua cho nó ngủ à, rồi. quên cho nó ngủ rồi hả? Hồi cho ngủ Kệ đi. sao đi. Không có gì hết. Quắc luôn. Nè để cái này rồi trầy hết màn hình của tôi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Không được hả? Không ăn được hả? Chập 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 chập. Chập 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 lên lên. Để cho nó nói đi mùi. Nói gì đó đi. Thì mèo quấn Nói đi. nó đi con mèo tôm xấu xí. Con mèo tôm thì là xấu xí, xấu xa. Vô duyên vậy. Để ra đi coi có gì rồi. Không có gì hết trơn. Thôi chơi tôm khác đi nha. Dạ. Rồi. Ê, quên cho con này ngủ trước đi. Trước hết là mình phải cho con này ngủ đi. Rồi, nó ngủ rồi. Ơi, cái giấc ngủ nó cũng còn dài lắm. Rồi bây giờ, ê, cái... Trời ơi. Không phải nó luôn. Đây. Một đánh nhanh quá, mẹ làm kịp luôn. Trời ơi. Ôi, đau bụng quá. Có thăm con mèo tôm mà mèo tôm nó đang bị đau bụng. Rồi vô kiến đậu luôn đóng cửa lại mất vệ sinh. Hư cửa hư luôn, buổi làm hỏi cửa mà tắm cửa tôm hư luôn. Tắm chưa thôi tắm. Cái vô bụng tắm làm gì vậy? Cho chuột tắm rồi. Ê chuột tắm được không muội? Thôi nó ghét xà bông tắm đẹp, lắm. xà bông con bướm luôn rồi bên chuột ăn luôn. Chuột không tắm được hả? Nó ở lên được luôn nè. Trời. Ôi, nó ảo lên bướm bay luôn hả? Thiệt. Hay quá vậy. Cái cầu vòng này đi. Được cái gì không? Ôi, lên tên lửa bay luôn. Thôi nghỉ đi. Đi ra ăn cái gì đó đi. Thôi mẹ muốn là sinh tố cho mèo uống nha. Uống không? Nước này rất đen tối. Nước này lát đen tối cho phù thủy mèo cũng được. Wow, nó sinh tố lên nó tăng lực luôn vậy không? Tăng sức lực của phù thủy luôn kìa, nó thành phù thủy khổng lồ. Cao đường khúc nữa đó. Wow. Happy birthday. Chơi kìa nha chuột.
Nó nói sinh nhật là phải chép bánh kem, crep crep bánh kem. Yeah. Ê khoan, chừng khoảng chừng 2 giây sẽ làm sinh tố. Wow, đẹp quá à. Từ từ, dừng khoảng chừng 2 giây. Ủa, khoan làm sinh tố cái này. Cái này, wow, cái gì vậy muội? Cho con chuột uống thử coi nó ra màu gì vậy. Tôm uống là wow, con chuột. Con chuột nửa đen nửa hồng ấy muội. Con chuột lắc điên. Muội thấy không? It's laughing. Con chuột lắc điên. Trời ơi rồi xong. Không cố tình. Ê chơi khác đi. Không cố tình, cố ý thôi. Nghỉ đi. Bùm rồi xong. Để tao phát thôi. Trời ơi, mấy chơi khác bị hư luôn rồi, mèo phá hoại. Nghỉ đi, dẹp đi. Chơi ngủ khác thôi. Thôi, thôi, thôi tới lúc cho nó đi ngủ đi. Trời đất ơi, chơi mà hư có khác nữa ta luôn. Đến hồi bể trống đi. Là do mẹ nói hay gì? Đến rồi bể trống ta đề. Đánh một cái vậy? Cho bể. Đâu có. Thế rồi. Dữ la dữ vậy mũi. Ai rồi rồi nghỉ đi. Cho ngủ rồi. Chúc ngủ ngon tôm. Tắt luôn. Nghe nè. Ấy nó chưa buồn ngủ đâu. Tôi chưa buồn ngủ. Không chưa buồn ngủ thì cho nghỉ ngơi luôn. Coi này là gì nha. Trời ơi. Ê con cũng lắm. Mẹ đi chưa? Kì vậy? Gì vậy? Mũi. Mẹ bấm được vậy? Ê, nó quá thành con khủng long gì rồi kìa. Lấy luôn cái chìa khóa. Ê, con khủng long lửa đừng có lấy băng, lấy lửa thôi. Con biết rồi, tự nhiên lấy nó băng là thôi. Bắt đầu là nó bị dập lửa, mẹ nghĩ là vậy. Ê, có con gì lửa lửa hay băng băng gì kìa. Gì vậy? Con này con gì mà biết không? Tê giác. Tê giác, con tê giác lửa. Rồi, tiêu diện tê giác. Thấy ta, tới mẹ tới lượt mẹ nha. Tới lượt mẹ. Gì vậy? Cái gì đây? Cái gì đây? Mẹ thấy băng. Mụi là lửa, mẹ là băng mụi ơi. Hay quá à. Lấy chìa khóa. Cái gì mẹ trúng gì vậy? Mà mới trúng cái gì vậy? Mới trúng lửa thôi. Con gì kìa? Con quỷ gì đây? À, khủng long luôn. Nó cũng là khủng long luôn à. Hình như nó là thiên thạch hay sao á. Vậy hả? Khủng long thiên thạch luôn hả? Hay dữ vậy ta. Rồi, rồi cho ra màn này mũi đi á. Mũi là khủng long lửa nữa hả? Đá kìa mũi, có khủng long đá nữa kìa mũi. Nha. Mũi mới nó khủng long thiên thạch, cái nó cho mũi viên đá liền. Nhưng mà đá ít quá mũi ơi. Kìa. Mũi lấy băng luôn. Cái gì vậy? À, băng nó tuột đá xuống mũi ơi. Cố lên mũi ơi, con kia là nó là băng đó, nó bự hơn mũi rồi. Khủng long T-Rex luôn. Dữ. Rồi, xỉu. Ai xỉu vậy? Mẹ tưởng mũi xỉu. Mũi xỉu. Mẹ này. Mẹ này. Gần được sấm sét rồi đó mẹ. Ờ, tiếp tục rồi con. Ê, mở mở cái gì ra kìa. Wow. Có cái gì kìa, nó có cái gì kìa, thấy không, có vũ khí hay gì nữa kìa. Ê, vừa ấy, vừa lửa, vừa đá luôn, không lấy luôn. Không hết. Ôi, nó bay được luôn nữa hả? Nó có nút bay hay vậy, ơi, cái này căng dữ vậy. Khó lấy à. Ê, cái lửa đâu, sao đâu. Đá và lửa nữa kìa, thấy không, đá lửa nè, giống như nham thạch vậy, thấy không bụi. Nhìn mình con khủng long kìa. Dạ. Chiến đấu dữ dằn luôn. Đá lửa, nó có đá lửa luôn thấy không? Tới sấm sét rồi mẹ. Ờ, đá lửa sấm sét, tới sấm sét mẹ đi. Cái gì vậy? Gì vậy? Bấm được vậy. Ê! Trời ơi, kỳ vậy. Chưa kịp lấy, chạy mất tiêu. Khủng long làm chạy nhanh gì vậy?
đó là gì vậy? Thôi tốt hơn là không không đụng tới đi. Thôi băng nhiều ghê ha. Bàn này mình lấy băng là băng khổng lồ luôn. Ờ, nó cũng sắm thế cho mình ha. Dạ. Nhưng mà diễn nó đó là thôi, con sẽ giác đi. Sẽ giác sao mà khủng long được. Ủa, ai nghèo hả? Mình nghèo. Cái nghỉ. Cái kỳ vậy? Cái kỳ vậy, trang bị đầy đủ hết trơn.